chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta chúng ta có đang sống theo số mệnh đã được định sẵn hay không chắc chắn đã có những khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta khi chúng ta trải qua cảm giác của một sự kiện định mệnh có thể chúng ta phấn đấu để đến đúng nơi vào đúng thời điểm nhưng hầu hết chúng ta đều đã từng gặp phải bí ẩn của số phận tuy nhiên điều này không nhất thiết có nghĩa là toàn bộ cuộc sống của chúng ta đã được định trước chúng ta có ý chí tự do chúng ta có thể chọn hành động hoặc không hành động và chúng ta có thể chọn đưa ra quyết định hoặc không nhưng liệu chúng ta có đang đưa ra những quyết định này về những gì đã được định sẵn chúng ta có rất nhiều ý chí tự do trong cuộc sống này và rất nhiều quyết định và hành động của chúng ta sẽ quyết định tương lai của chúng ta phần lớn tương lai nằm trong tay chúng ta tuy nhiên cũng có một yếu tố nào đó của vận mệnh đây sẽ là một phần của hợp đồng linh hồn của chúng ta được viết trước khi chúng ta đi vào cơ thể vật lý của mình định mệnh là ngọn núi của bạn bạn chọn cách đi lên ngọn núi này như thế nào là ý chí tự do của bạn tất cả chúng ta đang đi bộ trên một ngọn núi ngọn núi này là một ẩn dụ cho cuộc hành trình hoặc con đường của cuộc đời bạn ngọn núi này là ngọn núi hoàn hảo cho bạn và là ngọn núi mà bạn định leo lên ngọn núi này đã được chọn trước khi bạn nhập thể vào cơ thể mình và là nơi có địa thế hoàn hảo cho sự phát triển của tâm hồn và mục đích của linh hồn bạn bạn được ban cho ngọn núi này và trong khi ngọn núi này phù hợp với tâm hồn bạn bạn có nhiều sự lựa chọn lựa chọn thứ nhất đó là con đường Thứ nhất, không có đường lên núi sai. Bạn có thể tự do đi theo con đường nào phù hợp nhất với mình và đi theo tốc độ của riêng bạn. Hoặc đơn giản là ở yên một chỗ trong thời gian còn lại của bạn. Tất cả là do bạn lựa chọn. Lựa chọn số 2. Cách bạn leo. Cũng không có quy tắc nào về cách bạn chọn để leo lên ngọn núi này. Bạn có thể đi theo tốc độ của riêng mình hoặc tăng tốc trên con đường, tất cả đều tùy thuộc vào bạn. Lựa chọn số 3, trải nghiệm. Trên ngọn núi này có một địa thế hoặc năng lượng nhất định sẽ cộng hưởng sâu sắc hơn với tâm hồn bạn. Năng lượng này sẽ giúp bạn rút ra kinh nghiệm con người và sự kiện trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể bị thu hút bởi những người có cùng hành trình với bạn. Hoặc bạn có thể bị thu hút bởi những người hoặc nghề nghiệp giúp bạn định hướng ngọn núi của mình dễ dàng hơn. Nỗi sợ hãi của bạn cũng sẽ phù hợp với một số thử thách và trải nghiệm mà bạn sẽ phải đối mặt trên ngọn núi này. Tuy nhiên, về cơ bản, bạn có thể chọn trải nghiệm nào bạn muốn khám phá và trải nghiệm nào bạn muốn bỏ qua. Lựa chọn số 4 Cách mục đích của bạn bộc lộn Mục đích của bạn đã ở xung quanh bạn nó được chứa trong năng lượng của ngọn núi của bạn và mọi thứ bạn làm miễn là bạn ở trên ngọn núi của mình và không bị phân tâm bởi ngọn núi của người khác bạn sẽ đạt được tiến bộ bạn có thể không bao giờ lên được đỉnh trong cuộc đời này nhưng chỉ cần bạn tiếp tục tiến lên bạn sẽ khám phá ra những gì bạn cần cho mục đích của mình về cơ bản Mọi con đường sẽ dẫn bạn về nhà Lựa chọn số 5 Theo trực giác của bạn Khi bạn leo lên ngọn núi của mình Bạn có thể bắt đầu ngày càng hiểu rõ hơn Về những gì phía trước Hoặc khúc cua tiếp theo Có thể trông như thế nào Bạn thậm chí có thể bắt đầu nhập cuộc Hoặc dự đoán những gì con đường phía trước có sẵn cho bạn Bạn cũng có thể bắt đầu nhận thức rõ hơn về những điều sẽ giúp bạn trên hành trình của bạn và những điều sẽ kiềm hãm bạn đây là cách các nhà tâm linh có thể dự đoán những điều nhất định về tương lai của bạn họ có thể hiểu được ngọn núi của bạn và con đường bạn đang đi tất nhiên bạn không cần phải nghe theo trực giác hay những lời tiên đoán của nhà ngoại cảm hay bất kỳ ai khác về vấn đề đó Miễn là bạn luôn sống đúng với bản thân và trên ngọn núi của chính mình thì sẽ không có ngã rẽ nào là sai cả. Miễn là bạn đang đi theo một hướng nào đó trên ngọn núi của mình, cuối cùng bạn sẽ đến nơi bạn cần. Lên đến đỉnh núi của bạn. Một khi bạn lên đến đỉnh núi của mình, cái chết thường xảy ra để chuẩn bị cho một chu kỳ mới hoặc luân hồi. Vào thời điểm này, tùy thuộc vào mức độ nhận thức của bạn bạn có thể có một số cảm giác hoàn thành hoặc cảm giác rằng thời gian của bạn trên ngọn núi cụ thể này sắp kết thúc ngọn núi của bạn là hoàn hảo cho bạn và chứa mọi thứ bạn cần để kết nối với bản ngã cao hơn và tiềm năng tâm hồn của bạn ngọn núi của bạn là số phận của bạn năng lượng mà bạn được sinh ra và con đường đã được chọn cho bạn nhưng bạn chọn định hướng và đi trên con đường đó như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Tự hỏi làm thế nào để phù hợp với ngọn núi số mệnh của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là phù hợp với bản thân và phần còn lại sẽ mở ra. Khi bạn sống phù hợp với bản thân bạn, có nghĩa là bạn đang lắng nghe sự hướng dẫn từ trái tim của bạn. Và làm thế nào để nhận được sự hướng dẫn từ trái tim của bạn có rất nhiều lực lượng hướng dẫn trong cuộc sống này đang giúp đỡ chúng ta trên đường đi những lực lượng hướng dẫn này bao gồm thần thánh vũ trụ trực giác trái tim và tâm trí của bạn trái tim của bạn là một lực lượng hướng dẫn thông minh được liên kết với cả tâm hồn và trực giác của bạn thường thì chúng ta liên hệ trái tim với cảm xúc của mình nhưng trái tim của chúng ta mạnh mẽ hơn thế này rất nhiều cảm xúc đôi khi có thể bị sai lệch cảm xúc của chúng ta có thể được kích hoạt bởi tâm trí suy nghĩ của chúng ta và cách chúng ta lựa chọn nhận thức mọi thứ điều này có thể làm thay đổi cảm xúc mà chúng ta cảm nhận được và khiến cảm xúc làm mờ đi khả năng phán đoán của chúng ta tất cả chúng ta đều có lúc bị cuốn theo cảm xúc của mình và sau đó có lẽ hối hận về những hành động mà chúng ta đã làm hoặc những lời chúng ta đã nói mặc dù bản thân cảm xúc có thể cung cấp manh mối cho việc chúng ta nên đi theo hướng nào nhưng thường thì cảm xúc chỉ là bước đầu tiên để khám phá những gì trái tim chúng ta đang thực sự muốn nói đồng điệu với trái tim của bạn là đi sâu hơn vào cảm xúc của bạn và thực sự hiểu lý do tại sao bạn cảm thấy theo một cách nào đó và cảm giác này thực sự đến từ đâu khi bạn thực sự điều chỉnh trái tim mình và xóa bỏ cảm xúc và tâm trí thường câu trả lời sẽ nhẹ nhàng khôn ngoan và bắt nguồn từ tình yêu có thể đi ra khỏi tâm trí và đi vào trái tim của bạn một cách mạnh mẽ để sống cuộc sống của bạn và là điều tuyệt vời để nhận được hướng dẫn khi bạn không chắc chắn phải làm gì hoặc phải quay đầu ở đâu đây là cách nhận được sự hướng dẫn từ trái tim của bạn điều này tốt nhất nên thực hiện khi bạn không ở trong tình trạng quá xúc động hãy đợi cảm xúc lắng xuống để có kết quả tốt hơn thứ nhất tìm một nơi yên tĩnh để bạn không bị quấy rầy nhắm mắt và hít thở sâu bốn lần đặt bàn tay của bạn lên trái tim của bạn cảm nhận năng lượng của bạn đang rơi vào trung tâm trái tim của bạn cố gắng cảm thấy tim bạn đang đập thứ hai một khi bạn có thể cảm thấy trái tim của bạn đang kết nối với năng lượng này trong giây lát cho phép năng lượng cuốn trôi bạn và tiếp tục tập trung vào việc tăng cường năng lượng xung quanh trái tim của bạn bạn thậm chí có thể muốn hình dung một ánh sáng màu hồng hoặc xanh lá cây đang phát triển mạnh hơn xung quanh trái tim của bạn. Thứ ba, khi bạn cho phép năng lượng trái tim phát triển, bạn có thể nhận thấy những cảm giác rõ ràng khác nhau hoặc thậm chí bạn có thể nhận được hướng dẫn từ trái tim mình đầu hàng theo cảm giác. Thứ tư, một khi bạn đã sẵn sàng, hãy mở mắt ra khi nhận được sự hướng dẫn từ trái tim câu trả lời thường là cảm giác hoặc sự hiểu biết trực giác vì vậy không cần phải đặt câu hỏi cho trái tim của bạn một khi bạn đã kết nối với năng lượng của trái tim mình rất có thể câu trả lời sẽ đến với bạn một cách tự nhiên thứ năm bạn có thể tiếp tục lặp lại bài tập này bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần thiết đây cũng là một bài tập tuyệt vời để giúp bạn thoát khỏi tâm trí và trung động với tâm hồn của bạn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại